Tóm tắt dự án, về tính mới, đề tài của chúng tôi nghiên cứu những phế liệu hữu cơ ít được tái chế, cụ thể là bã cà phê và túi lọc trà. Từ đó, tìm ra phương pháp tận dụng chúng để tạo ra sản phẩm giấy có ích trong cuộc sống. Trong đó, sản phẩm giấy từ túi lọc trà là hoàn toàn mới và chưa có công trình nghiên cứu nào được công bố có nội dung tương tự. Về tính khoa học, những nguyên liệu được lựa chọn là bã cà phê và túi lọc trà đều có thành phần hóa học tương đồng với giấy, tức là đều chứa cellulose. Ngoài ra, quy trình làm giấy thủ công cũng tương đối đơn giản và có thể sử dụng nhiều nguyên liệu thay thế cho gỗ để làm giấy. Về tính thực tiễn, đề tài nghiên cứu ứng dụng nguồn phế liệu phổ biến để tạo ra vật dụng cần thiết trong đời sống hàng ngày. Bên cạnh đó, quy trình làm giấy cũng rất đơn giản, dễ thực hiện và tạo ra sản phẩm không chỉ mang hiệu quả kinh tế xã hội mà còn thân thiện với môi trường. Về tính cộng đồng, kết quả của nghiên cứu sẽ góp phần truyền cảm hứng cho cộng đồng và mở ra một hướng đi mới để giải quyết vấn đề về môi trường. I'm in a world apart, a world of roses.